Một bạn có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bé nhà em 2 tuổi, đi khám và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ kết luận là u nguyên bào gan giai đoạn 2. Khối u mới 2cm và đã truyền 2 đợt hóa chất. Khối u đã có dấu hiệu teo. Bác sĩ trao đổi là sau 4 đợt sẽ hội chuẩn cho mổ. Không biết là sau khi mổ thì bé nhà em có dùng được nước sắt từ cây an xoa hay không? Mong nhận được sự tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, cây an xoa là một vị thuốc có hiệu quả để tăng cường chức năng gan, điều trị bệnh xơ gan và viêm gan tốt nhất hiện nay. Cây an xoa được rất là nhiều bệnh nhân mắc bệnh về gan tin dùng trong thời gian qua vì hiệu quả tuyệt vời của nó. Tuy nhiên thì cây an xoa cũng hơi khó trong việc sử dụng. Trong quá trình sử dụng thì một số bệnh nhân vẫn có những cái biểu hiện như là cồn cào, nôn ói. Vì vậy cây an xoa được khuyến cáo là không sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Trường hợp của bé nhà bạn, bé mới 2 tuổi thì chưa nên sử dụng cây an xoa để làm thuốc bạn nhé.